Mến chào các bác. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác quá trình mà em cứu cái cây hoa hồng cổ Sapa. Đây là cái gốc hồng cổ Sapa khi mà nó ở dạng rễ trần các bác nhé. Em sẽ tiến hành cắt bỏ hết những cái rễ khô, rễ dập, rễ thối hỏng và rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ trước khi mang đi dâm lại để cứu nó. Hy vọng quá trình này sẽ giúp hồi phục cái cây hoa hồng cổ Sapa để chuẩn bị chơi những lứa hoa hồng chính vụ vào cái thời điểm cuối năm Tết âm lịch các bác. Đây là cái quá trình mà em dâm 100% là dâm từ cát xây dựng các bác nhé. Đó, em không ngâm kích rễ, cứ thế dâm luôn vào cát xây dựng. Quá trình dâm này thì các bác cần giữ ẩm cho cát ở một cái độ ẩm khoảng 65-70%. Không nên tưới ẩm quá là sẽ thối cái gốc cây các bác nhé. Đó, sau các bác sẽ nẹn chặt nó xuống, rồi chúng ta sẽ đưa cây hoa hồng tới một vị trí mát mà có nhiều ánh sáng, không phơi nắng nhé. Các bác phơi nắng mà cây nó ở tình trạng yếu như thế này nó sẽ chết cây ấy. Sau đó thì các bác sẽ tưới ướt đẫm trong lần đầu tiên. Đó, các bác lấy vòi tưới ướt đẫm. Và đây là cây hoa hồng sau vài tháng em dâm vào cát và bây giờ nó đã nảy mầm như thế này. Và em sẽ cắt tỉa để chuẩn bị cho nó lên một chậu mới để chuẩn bị chơi các bác ạ. Khi mà các bác dâm như vậy thì tỷ lệ sống sẽ là 100% để các bác có thể cứu được cây hoa hồng cổ Sapa. Em sẽ tiến hành cắt tỉa sơ qua phần tán cây để chuẩn bị đưa cây vào bầu mới. Cái việc cắt tỉa là khá quan trọng, nếu mà cây có tán quá rậm thì các bác cắt tỉa nó sẽ giảm sự thoát hơi nước và khiến cho cây không bị khô héo khi các bác sang chậu cho nó nhé. Hồng cổ Sapa là một trong những loại cây hoa hồng cực đẹp, thuần Việt và dễ chăm. Tiếp theo thì em sẽ tiến hành đưa gốc cây ra khỏi chậu và em sẽ nhổ lên cho các bác xem cái phần rễ của cái cây hồng cổ Sapa nó phát triển như thế nào. Đó, cái bộ rễ phát triển rất là khỏe. Đây các bác nhìn này, bộ rễ như thế này thì chúng ta sẽ trồng sống 100% luôn. Với gốc hồng cổ Sapa này có kích thước đường kính thân khá là lớn cho nên là em sẽ trồng vào túi bầu vải như thế này. Và giá thể để trồng thì sẽ trộn từ đất vườn cộng với vỏ trấu tươi, một chút chi chô đề ma là được các bác nhé. Em sẽ lấy một cái cột, một cái que để chống gông cái cây hồng nó im gốc. Đó là cái điều kiện cần, điều kiện rất quan trọng để giúp bộ rễ nó nhanh chóng phát triển và bén rễ ăn vào giá thể giúp cây khỏe hơn. Đó, lấy một cái dây nhôm uốn cây ấy, buộc chắc nó vào là được các bác nhé. Sau đó em sẽ tiến hành cho giá thể vào trong cái bầu vải này. Các bác có thể trồng xuống dưới đất hoặc là trồng lên chậu xi măng tùy các bác. Chúng ta có cái chậu nào thì chúng ta trồng loại chậu đó, nhưng vấn đề là phải thoát nước tốt nhé. Nếu trồng chậu xi măng thì hãy lót đáy chậu bằng xỉ than tổ ong đập nhỏ để giúp chậu cây thoát nước tốt. Nếu mà không thoát nước tốt thì nó sẽ bị úng nước thối rễ, làm cho chết cây các bác nhé. Đó, với việc các bác trồng cây hoa hồng cổ Sapa thì các bác sẽ có những cây hoa trời rất là đẹp và chính vụ nó bắt đầu từ cuối mùa đông đầu mùa xuân thì các bác sẽ có những lứa hoa hồng trời rất là đẹp. Hồng cổ Sapa thì trồng nó nở hoa rất là đẹp, rất là rực rỡ, đặc biệt là những cây một thân các bác ạ. Sau khi cho giá thể vào trong túi bầu, các bác sẽ tiến hành sử dụng một vài viên gạch, các bác đẽn cái phần gốc lại để giúp cái phần gốc cây nó không bị động, tránh động gốc khi mà gió thổi này hoặc các con vật nó đi qua nó va quẹt vào. Tiếp đó là em sẽ pha N3M cộng với B1 để tưới cho cây hoa hồng trong lần đầu tiên. N3M thì các bác sẽ pha với cái tỷ lệ hàm lượng là 2g trên 1 lít nước sạch. Còn cái B1 ấy, thì các bác sẽ pha từ 3 tới 4ml trên 1 lít nước. Chúng ta pha rồi chúng ta tưới cho cây. Sau khi pha thì các bác sẽ tiến hành quấy đều để cho hai cái thành phần này nó tan đều trong nước, rồi chúng ta sẽ tưới vào gốc cây.
Và đây là những loại chế phẩm khá là tốt, các bác có thể sử dụng để ngâm các cái phôi để dâm cây, ví dụ như phôi hoa giấy chẳng hạn ấy, các bác ngâm dễ ra rất là nhanh các bác nhé. Tiếp đó là em sẽ tiến hành tưới ướt đẫm vào gốc cây hoa hồng trong lần đầu tiên, và khoảng 7 tới 10 ngày thì các bác hòa các cái chế phẩm này, các bác tưới lại một lần nữa, tuyệt đối không bón phân, tránh sốc phân so rễ các bác nhé. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà, nhớ nhấn vào nút like ủng hộ em nhé.